vô quê Bến Châu xuống chị các bạn. Đây đây mình quay ra đồng rồi gặp con máy cày nè, đây con này 46 luôn, một nhỏ vô. Hai cầu con kia nãy có một cầu à. Còn chữ nhật luôn à. Đó. Đây kho 46 2 giò đợi tê 7 luôn. Chào. Bán xong hả? Giờ một em này đậu đây. Đó. Để lại quay để cho cô chú chị các bạn xem nha. Bánh Tony. Anthony. Bánh này là ép bánh chín. 2 giò. Đó. Đây là tê 7. Đây, còn cái túp lô luôn nè, che cái limo sạc lại luôn nè. Đó. Lộc nhất tê 7. Đó, còn chữ nhật luôn. Cabin cao ráo sạch sẽ thoáng mát và vuông. Ở này bơm ở này ben hay gì đây. Đây cái móc này nhà hàng lợi quá chứ cái đồ riêng mất tiêu rồi. Ho cảng đồ cảng mặt tạ đâu. Đây 46 con heo. Sáu chín ba mươi lại lúa ở đây nè. Lại lúa ở đây nè để chúng em chạy coi cái đùi của nó coi cái đùi chà bá luôn. Đó. đùi dưa kêu luôn rồi bự. Này gì ta này sản xuất 20 tháng 6 năm 84. Con này đời 84. Hỏi bà. Còn cái bánh này là 16 9 30. Đây một nhỏ. Con này sinh năm 1984. Không lúa.
ăn. Xe chùa chở lúa về ăn. À, đường này nè, cũng chiếc xe này lên nè, lên dốc này nè, đó, chạy thẳng ra ngoài đó. Dắt lúa lên đó, cho chùa quan thiền hòa đạo xã Trà Là mấy bao có dây đâu kéo giờ kéo lên luôn giờ ve vô chuyển xe lên đó, xe này bị lúng dưới đây rồi. Đó, nó nghiêng rồi, chạy hết lỗi rồi, đâu có dây đâu gỉ. Có chứ, đồ dây xịn, đồ ngay phải có chứ, có. Rồi, cột dây vô. Dây xịn dài nữa, tao để cho dành khoái rồi, nó bỏ đi. Giờ lấy dây xích, đó, lấy xích ra. Đồ về, đi lắp cái đụng bên nghe bên vô, lắp lên đây. Đạo thì đủ mà tốn tiền cũng đẹp ba chứ. Thì bảo vậy xe đủ mà để như có họ đạo. Cú Suzuki, Vina Suzuki. Đây 46. Xe này hồi nãy đậu trên đó. Né về né cho mấy cài chạy vô cái lộn. Nghịch sáng quá, tối mà bên đây dễ quay. Rồi, rồi giải cứu.
thì nhiều luôn. Đây núi Bà Đen. Rồi tạm biệt cô chú chị các bạn nha. Chúc cô chú anh chị các bạn vui vẻ. Rồi tạm biệt. Bye bye.